Bữa nay ít ít người xem. Nhằm bữa mình like giống như được đề xuất các mọi người, cái lượt xem nó cao. Nhằm bữa thì ít ít, từ từ vậy đó. Đẹp không? Chị mới hái được cái bông nho này. Nãy chị thấy cái bông nho này, cái đẹp. Chị hái gì chị cài tóc. Chút nữa về gặp chồng chị. Chồng chị nói bà tâm thần tới chở bà đi bệnh viện. Lát chồng chị về nói tôi thấy bà nặng lắm rồi nha, bà khùng quá rồi mọi người. Tôi dẫn bà đi bệnh viện cấp cứu. Tâm thần ở giờ. Cái nón này, nón chịu view của chị đây em ơi. Hôm bữa nó không có hư, cái nó hư cái chị gỡ này ra cho nó đẹp không. Trời ơi, bữa nay hả? Không có nấu cơm luôn em. Đi hái múp rồi cái đi ra đây luôn nè. Đi đi chứ. Sợ. Có cá quá trời luôn. Ôi, cá quá trời luôn. Cá nó quậy đục nước luôn. Đó. Ai ơi mấy con chó nó lội nước đổi bắt vịt. Ê, buổi chiều dưới quê thấy hai vợ chồng mình đó hạnh phúc không, hàng xóm cũng mộng. Chiều hai vợ chồng đi cho cá ăn nè, rồi dẫn chó đi chơi. Ừ, cái nó không đụng nè. Rồi con chó nó thấy chị rồi, nó phát hiện ra chị rồi, nó sẽ sủa cho bà coi. Đó, nó kiếm đường đi qua. Chết mẹ. Chết nó qua chị. Tưởng đâu chó thôi thôi về thôi về về thế còn mấy con, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, 10 con, 11 con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. Chị thường à, con chó nó chơi thường à mọi người. Buổi chiều ở quê miền Tây. Chó người ta ngoan ghê, không có gây lộn. Chó nhà mỏng đánh lộn. Đẹp quá. Cái chiều dưới quê đẹp lắm. Đẹp không? Lúa nè mọi người. Chào Hồng Ngân. Trời ơi con chó nó lùa dịch. Con mực cái loại lùa dịch kìa mọi người thấy không?